Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Nữ Nhi là kẻ thù đời trước của tác giả Mộ Tử. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 61: Trong cung loạn. Đỗ Hạnh thường nhảy bén phát hiện ra có người đang nhìn mình, nàng nâng mắt nhìn khắp nơi, nhưng chẳng phát hiện ra cái gì cả, chỉ nhìn thấy vị hạ tướng quân kiệm lời kia đang nhảy lên không ngắt một chiếc lá phong đỏ rồi đưa cho Hứa Quân Dao. Nàng hờ hững thu lại ánh mắt, rồi lại nghe thấy tiếng nói chuyện trầm thấp của gia bình nguyện chủ cùng hai vị quý nữ, thỉnh thoảng các nàng sẽ che miệng khẽ cười, nàng loáng thoáng nghe thấy vài từ, thiếp thất, đáng đời, sắc mặt lập tức trầm xuống, bước nhanh về phía hai người kia. Các người đang nói cái gì? Cái gì đáng đời? Ai đáng đời? Giọng điệu của nàng quả thực không tính là tốt, sắc mặt cũng khá khó coi, hai người kia lập tức cảm thấy không vui, người có vóc dáng hơi thấp trong đó nói không chút khiêm nhường. Chúng ta đang nói cái gì thì có liên quan gì đến ngươi? Thôi đi thôi đi, khoảng thời gian này tâm trạng muội ấy không tốt, giống như ăn phải pháo đốt vậy, chúng ta không cần so đo với muội ấy. Người có vóc dáng cao hơn nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của đồng bạn, nói nhỏ. Có cái gì nghiêm trọng đâu, chẳng qua là trong nhà có thêm một thiếp thất thôi sao? Cũng có phải chúng ta trêu chọc nàng ta đâu, nếu trong lòng không thoải mái, có giỏi thì quay về chút lên vị di nương trong phủ các ngươi đi. Cáo kỉnh với bọn ta làm gì, đúng là quái lạ." Người có vóc dáng thấp không hài lòng nói. "Các người nói lại lần nữa, các người nói lại lần nữa xem." Đỗ Hạnh thường cả giận, đôi mắt nhìn chòng chọc hai người kia như muốn phun lửa, như thể nếu các nàng dám cả gan nói thêm một câu nữa thì nàng ta sẵn sàng liều mạng với các nàng. "Chúng ta nói cái gì? Là ngươi chạy tới đây một cách khó hiểu, lại còn trưng ra cái vẻ như muốn ăn thịt người." chúng ta nói chuyện thì có liên quan gì tới ngươi người nọ không phục mà phản bác đỗ hạnh thường đang muốn xông lên thì ở bên này trịnh nhiên đã phát hiện ra điều bất thường nên giữ nàng ta lại thấp giọng nói muội làm cái gì còn muốn thể diện muốn danh tiếng của mình nữa không đỗ hạnh thường cười thê lương muội còn có thể diện còn có danh tiếng gì nữa chứ bây giờ toàn bộ người trong kinh thành đều đang cười nhà chúng ta Mặc dù trước mặt không như thế thì sau lưng cũng chưa chắc đã không chế nhạo. Mẫu thân của nàng đã từng khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ, giờ phút này lại bị biết bao người cười nhạo. Điều làm nàng đau lòng đến tuyệt vọng là người cha nàng tôn sùng nhất, lần nào cũng che chở cho đôi mẫu tử hèn hạ kia, hiện giờ những kẻ gió chiều nào theo chiều nấy trong phủ đều chạy đi nịnh hót hai mẫu tử kia, nhìn như không thấy mẫu thân nàng. Muội Đường Đường là đại cô nương của phủ tướng quân ai dám chê cười muội. Được rồi, được rồi. Đám hạ tướng quân ở bên kia đang nhìn qua đây kìa, để người ta thấy muội thế này còn thành cái gì. Trịnh nhiên cảm thấy hơi bực mình, cũng thấy hối hận và nghĩ lẽ ra không nên đưa nàng ta ra ngoài. Đỗ hạnh thường bạm chặt cánh môi, không nói gì nữa. Đường quân giao cũng nhận ra bên này có điều bất thường, nhưng cũng không can thiệp vào, nàng vẫn giả ngây giả dại đi cạnh hạ thiệu đình, thỉnh thoảng khơi chuyện để mình cùng hắn nói chuyện. Dù sao, dạo này nàng cũng nghe được rất nhiều chuyện cười về phủ chân viễn tướng quân, đại khái cũng biết đỗ hạnh thường mỗi ngày đều sống không tốt, không thoải mái trong lòng. Bị người xem như trò cười nhiều rồi, tự nhiên nhìn ai cũng thấy giống như đang cười nhạo mình, cho nên phản ứng của đỗ hạnh thường không khiến người khác bất ngờ. Hạ thiệu đình cũng không nghĩ nhiều, hơn nữa hắn cũng không phát hiện ra nàng đang cố ý tỏ ra thân thiết với hắn ở trước mặt đám nữ tử. Nếu nàng có hỏi thì hắn chắc chắn sẽ trả lời. Xong hắn chỉ nhìn sang chỗ đỗ hạnh thường khi nghe thấy tiếng cãi nhau rồi lại nhanh chóng rời ánh mắt đi chỗ khác. Cho dù hắn chỉ tùy ý nhìn lướt qua, nhưng đường quân dao đang ở bên cạnh hắn vẫn phát hiện ra. Tiếng chuông báo động trong tim hứa quân dao ngày càng vang rồi. Đỉnh ca không quan tâm tới ai, nhưng hết lần này tới lần khác chú ý tới đỗ hạnh thường chẳng lẽ huynh ấy quả thực có ý với đỗ hạnh thường nàng cứ mải suy nghĩ mà không hề phát giác ra sự thân mật của mình cùng hạ thiệu đình đã rơi vào trong mắt của đám nữ tử khiến ai nấy đều vô cùng kinh ngạc đường hoài châu bất đắc dĩ xoa chán rụt rẻ ơi là rụt rè muội muội tốt của ta ơi nói thế nào thì cũng có rất nhiều người ngoài ở đây dù sao cũng phải kiềm chế chút chứ. Gia Bình huyện chủ chớp chớp con mắt, nghĩ một lát bèn bước nhanh tới chỗ đường quân giao, cố ý nói chuyện với nàng một cách thân thiết. Huyện chủ vẫn nên cách xa ta một chút mới tốt, để tránh làm cho mọi người hiểu lầm. Toàn bộ tâm tư của đường quân giao đều đặt hết lên hạ thiệu đình, không kiên nhẫn ứng phó với nàng ta, nên lời nói ra đầy ẩn ý. Đầu tiên gia bình huyện chủ sừng sốt, sau đó mới rác ngộ ra. Đường quân giao ăn mặc thành gã sai vặt, bây giờ nàng nóng lòng tiếp cận nàng ta, trong mắt những người không biết rõ sự tình chính là nàng. Một quý nữ kinh thành đang cố tình lấy lòng một gã hại nhân. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng ta vô thức cách xa đường quân giao một chút, nhưng vẫn không cam lòng. Nhân lúc Hạ Thiệu Đình đi tới bên kia nói chuyện với Phạm Quảng vừa vội vã đi đến, nàng ta cố tình bán cho đường quân giao một tin tức thấp giọng nhắc nhở. Quân giao muội muội, muội phải cẩn thận một chút, phủ Trịnh Quốc công có ý định liên hôn với phủ Trung võ tướng quân đấy, Trịnh Quý phi đang định xin bệ hạ tứ hôn cho Hạ Thiệu Đình và Trịnh Nghiên. Đường Quân giao đã nghe ngũ công chúa nói từ lâu, nghe vật, ừ, một tiếng, huệ oải trả lời một câu. Thế thì sao? Gia Bình huyện chủ không ngờ nàng sẽ có phải ứng như vậy, nhíu mày nói chẳng lẽ muội không có ý gì với hạ tướng quân à? Có ý thì làm sao, không có ý thì thế nào? Nam tử mà ta nhìn chúng, nhất định là người xuất sắc nhất trên đời. Từ xưa Mỹ nhân yêu anh hùng, phàm là nam tử xuất sắc, đương nhiên sẽ thu hút nhiều nữ tử đến tranh giành theo đuổi, nhưng hết thảy còn phải dựa vào bản lĩnh. Đường quân giao thản nhiên trả lời. Gia bình huyện chủ bị lời nói tuệt ra của nàng làm cho kinh ngạc đến nỗi hồi lâu vẫn không thể nói lên lời đúng lúc đường hoài châu cũng nghe thấy rõ những lời nàng nói hắn bụng mặt hận không thể xách nha đầu không biết xấu hổ này về đây giáo huấn một trận đường quân giao không quan tâm hắn nghĩ thế nào bước nhanh tới chỗ hạ thiệu đình sao vậy huynh lại có việc phải làm à hạ thiệu đình gật đầu ta đưa các ngươi quay về trước không cần đâu Huynh có việc bận thì cứ đi trước đi. Vẫn có ca, ca ở đây mà. Mặc dù hơi thất vọng vì không thể ở chung với hắn lâu, nhưng tương lai còn dài, nàng ân cần nói. Lúc này, đường Hoài Châu và Thẩm Húc Sương cũng đi tới đây, nghe vậy cũng nói như thế. Hạ Thiệu Đình thấy thế cũng không tiếp tục kiên trì, nhìn họ gật đầu, sau vẫn không yên tâm mà dặn dò đường quân giao phải theo sát huynh trưởng không được đi lung tung, hắn thấy tiểu cô nương ngoan ngoãn đồng ý mới dẫn theo Phạm Quảng gấp rút rời đi. Đến ven phủ Hà An thì mất tung tích, không ít người của chúng ta cũng đã bị thương. Phạm Quảng thấp giọng nói. Giữ được mạng sống thì tốt, mặc dù lần này để mất người, nhưng cũng không tính là không thu hoạch được gì, chỉ ít biết bọn hắn sắp xếp nhân thủ ở phủ Hà An, còn Ngũ Anh Nương chính là một nhân vật quan trọng trong bọn chúng, nếu không bọn chúng sẽ không đã hai năm rồi mà bọn họ vẫn không từ bỏ việc giải cứu nàng ta. Hạ Thiệu Đình nói. Năm đó, bệ hạ không hành hình cung nữ tiền triều ngũ anh nương, kẻ đã lấy tên giả thành đồ y, là muốn giữ mạng nàng ta lại để làm mồi câu, thuận tiện một mẻ hốt gọn những kẻ phía sau nàng ta. Hiện nay ngũ anh nương bị cứu đi, cũng xem như nằm trong dự liệu của bọn hắn. Sau khi Hạ Thiệu Đình rời đi, Đường quân giao cảm thấy không còn hứng thú. Đường Hoài Châu thì đau đầu không thôi trước sự thân cận mập mờ của gia bình huyện chủ. Thẩm Húc Sương cũng cảm thấy không thú vị. Vì thế đường Hoài Châu bèn hẹn hắn dịp khác. Sau đó dẫn muội muội ngồi lên xe ngựa quay về phủ. Nói về đỗ hạnh thường. Nàng ta quay về phủ với khuôn mặt âm trầm. Tới nơi lại nghe thấy thị nữ bên cạnh vân thị phàn nàn. Nói vì ở viện Tây thân thể suy yếu, nên đã đưa hết chỗ tổ yến vừa mới về tới phủ sang bên kia mấy sấp vải sáng nay mới đưa tới cũng thế bên viện tây chọn hết những sấp đẹp nhất còn nói là dùng làm quần áo cho tiểu công tử toàn lũ gió chiều nào theo chiều ấy kẻ không biết còn cho rằng nàng ta mới là chính thất phu nhân của cái phủ này vân thị cười lạnh tạm thời để các nàng đắc chí một thời gian sau khi lăng tương vào phủ cuộc sống mỗi ngày của nàng đều nay không bằng mai Tuy nàng cố gắng dựa vào chút tình nghĩa xưa cũ để giữ đỗ thành chung lại, nhưng chỉ cần vị kia lấy nhi tử ra để mời hắn, thì cho dù hắn đã nằm trên giường của nàng, cũng sẽ không nói hai lời mà rời đi. Hết lần này đến lần khác, trái tim của nàng cũng từ từ nguội lạnh. Nàng không bao giờ nghĩ tới, năm đó nàng chỉ cần nói nửa thật nửa đùa vài câu, đã có thể làm cho hắn không chút do dự mà giải quyết sạch những cơ thiếp ở hậu viện sạch sẽ cưới mình vào cửa. Nhưng sau bao nhiêu năm, đột nhiên xuất hiện cái thai đê tiện như vậy, còn dễ dàng gọi hắn từ trên giường của mình đi. Nếu sớm biết hắn xem trọng nhi tử như vậy, năm đó nàng nên chọn bỏ mẹ giữ con. Chỉ đáng tiếc khi đó nàng cũng không nghĩ đến mình lại không thể sinh hạ nhi tử cho hắn, nên nơi dẫn tới cục diện ngày hôm nay. Đỗ hạnh thường tức đến nỗi cả người run rẩy, không nói hai lời đi mất nàng địch đi tìm lăng tương tính sổ. Nào ngờ vừa đi tới hoa viên nàng đã nhìn thấy huynh trưởng Phùng Duy Lượng đang bước vội. Phùng Duy Lượng thấy gương mặt đang tức giận của nàng, dừng bước hỏi. Vì bên viện Tây lại làm bắt nạt muội à? Nàng ta quá đáng lắm. Đỗ hành thường kể ngắn gọn lại sự tình. Phùng Duy Lượng cười lạnh, trong mắt khó nén vẻ phấn khích. Muội yên tâm, những ngày tốt lành của nàng ta sắp hết rồi chỉ đợi phụ thân trở về, ta sẽ khiến nàng ta chịu không nổi. Điều tra nhiều ngày như vậy cuối cùng đã có manh mối, quả thực đúng như những gì hắn nghĩ, nhi tử mà con tiện nhân kia sinh ra căn bản không phải cốt nhục của phụ thân. Dám cả gan tư thông với người khác rồi gán nghiệp trùng này cho phụ thân hắn, con tiện nhân kia thật sự ăn phải gan hùng gan báo rồi. Những ngày tốt đẹp kế tiếp, đường quân giao đều không gặp được hạ thiệu đình, chỉ có một lần nàng nghe thấy Đường Hoài Châu nói bây giờ hắn không ở kinh thành, có lẽ lại nhận cái lệnh gì đó nên ra ngoài làm việc, nàng bỗng chốc cảm thấy chán trường. Nhưng nàng cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, vì hoàng hậu bị bệnh nhiều ngày không khỏi, nên ngũ công chúa khăng khăng ngày ngày ở bên chăm bệnh, ai khuyên cũng không nghe, đến cả tiểu thuyết mới của cư sĩ Nguyễn Đàm mà nàng ta thích nhất cũng không có thời gian xem. Tâm trạng của Đường Quân Dao cũng tương đối nặng nề bởi vì nàng biết rất rõ, đại nạn của hoàng hậu là trong năm nay. Nhưng nàng lại không thể nói gì, chỉ có thể cùng ngũ công chúa tìm đủ mọi cách để dỗ cho hoàng hậu vui vẻ. Còn thái tử lại bị thiên hy đế, người đang hết sức lo lắng cho bệnh tình của hoàng hậu, gian dậy một trận ở trên chiều vì liên tục phạm phải sai lầm. Đúng lúc đại lý tử cũng điều tra ra chủ mưu của vụ án tham ô là nhi tử của An Khang Hầu, người có quan hệ mật thiết với thái tử cũng chính là Ngọc Kỳ anh trai của Bành Lương Đề. Thiên Hy Đế Long Nhan giận dữ, nhốt tất cả những người có liên quan vào thiên lao, lại tức giận khiển trách thái tử uống công làm người kế vị, cuối cùng cấm túc hắn ở Đông Cung. Sức khỏe của Hoàng hậu không được lạc quan, có nhà biết ít biết nhiều cũng nắm chắc thời gian cân nhắc hôn sự cho nữ nhi. Dẫu sao một mai có quốc tang, việc cưới xin phải tạm hoãn một năm, ít nhiều đều sẽ bị ảnh hưởng. Phủ Trịnh Quốc Công và Phủ Ưng Quận Vương là hai nhà lo lắng về việc hôn sự nhất, bởi vì cả hai phủ đều có một nữ nhi tuổi ngày đang lớn dần, nhưng hôn sự vẫn chưa đâu vào đâu. Hai mối hôn sự đầu tiên của Trịnh Nhiên đều giữa đường chết trẻ, còn gia bình huyện trù thì chọn trái chọn phải, nhưng không chọn được ai vừa ý, nên bất giác kéo dài tới giờ. Vì hôn sự của nữ nhi, Trịnh Quốc Công Phu Nhân liên tiếp mất ngày cào cung cầu Trịnh Quý Phi nhờ nàng ta bất kể như thế nào cũng phải tìm cách định hôn cho phủ quốc công và phải chung võ tướng quân. Trịnh Quý Phi cảm thấy hết sức đau đầu. Tẩu tẩu không biết đó thôi, không phải bản cung chưa từng nhắc với bệ hạ, chỉ là mỗi lần nhắc đến chuyện này, bệ hạ luôn nói lảng sang chuyện khác. Trung võ tướng quân chính là thần tử bệ hạ coi trọng, nói không chừng bệ hạ có ý định để hắn làm con rể, nếu là như vậy thì bản cung cũng không tiện mở miệng. Trịnh Quốc công phu nhân nghe vậy thất vọng không thôi, suy cho cùng cũng chẳng có ai dám cả gan cướp người với hoàng gia. Tẩu tẩu vẫn nên lưu ý những người thích hợp khác, hôn sự của Nghiên Nhi thật sự không thể kéo dài thêm đâu, nhất định phải xuất giá trong năm nay, bằng không nếu cái vị ở cung Phượng tảo kia có gì. Trịnh Nghiên nhỏ tiếng giận dò. Sao ta lại không biết chứ, nhưng con bé. Mà thôi mà thôi, ôi con cái đều là nợ cả. Trịnh Quốc Công Phu Nhân than thở. Cũng giống như Trịnh Quốc Công Phu Nhân, Trang Quận Vương Phi cũng vô cùng đau đầu vì hôn sự của nữ nhi, nhưng nghe nói nữ nhi nhìn chúng nhi tử của lại bộ thượng thư đường tùng niên, sau khi suy nghĩ kỹ càng. Nàng ta cũng cảm thấy mối hôn sự này tương đối tốt, chẳng qua sau khi hỏi thăm tuổi tác của đường Hoài Châu thì biết hắn nhỏ hơn nữ nhi mình một chút, lại có chút do dự. Chỉ có điều sau khi suy nghĩ lại, trong kinh thành đằng gái lớn tuổi hơn đằng trai có đầy ra đấy, ngay cả thái tử phi cũng lớn hơn thái tử điện hạ mà. Nghĩ thông suốt điều này, nàng ta bắt đầu yên tâm, lúc đang định tìm cơ hội thăm dò ý tứ của đường phu nhân, lại nghe nói đường phủ có ý định liên hôn với vi phủ, hai nhà đều vừa ý nhau, chỉ đợi bắt tự hợp nhau sẽ chính thức định hôn. Điều này làm nàng ta không tài nao vui nổi. Nữ nhi của nàng là huyện chủ cao quý, đường hoài châu kia có tốt thế nào cũng chẳng đến mức nữ nhi nhà mình phải cùng người khác tranh giành. Vì chuyện này mà gia bình huyện chủ làm ẩm ý mấy lần, nhưng thấy nương không chịu, nên trong lòng nàng ta tức tối không để đâu cho hết. Cách đó mấy ngày, sức khỏe của hoàng hậu dần dần khởi sắc, tinh thần cũng tốt hơn trước rất nhiều. Sau khi tin tức hoàng hậu tuyển phi cho dự vương truyền ra, phu nhân các phủ cùng lúc kinh ngạc trong lòng ai nấy đều âm thầm phỏng đoán rằng, e rằng hoàng hậu đã là nò mạnh hết đà, nếu không sẽ không sốt ruột tuyển phi cho dự vương như thế. Sau khi hiểu được điều này, trừ những nhà muốn vị trí dự vương phi ra, các phủ còn lại đều gấp rút lựa chọn con dâu hoặc con rể để không làm trì hoãn hôn sự của đứa các con trong thời gian quốc tang. Trong một thời gian, nhiều phủ để tổ chức các buổi yến tiệc với danh nghĩa này hay danh nghĩa khác, mời nhiều gia đình có con cái đến tuổi dựng vợ gà chồng mục đích là để cho hai bên có cơ hội gặp nhau nguyễn thị cũng nhận được rất nhiều thiếp mời tham dự nhưng một là nàng đã chọn được nàng dâu hai là nữ nhi của nàng chưa cập kê nên không vội nghị thân vì thế chẳng hứng thú tham gia nhưng trong lòng lý thị của đại phòng đã có chú ý mặc dù đường bách niên dựa vào quan hệ của đường tùng niên đã kiếm được một chức quan bát phẩm nho nhỏ, nhỏ nhưng trung quy chức vị vẫn còn thấp những người mà nàng thường xuyên qua lại cũng chỉ là phu nhân của các quan lại nhỏ không có nhiều cơ hội làm quen với các quý nhân điều này đã trở thành nỗi phiền não của nàng ta khi nàng ta có ý định đẻ nữ nhi đường quân du của mình gả cao suy đi nghĩ lại nàng ta bèn đánh chủ ý lên nguyễn thị với hy vọng có thể nhờ nàng giúp nữ nhi gả được vào nhà cao cửa rộng mấy năm này đường quân du bị va vào rất nhiều vách tường Cô nương có ý muốn cùng nàng ta qua lại thân thiết thì nàng ta chê người ta xuất thân thấp hèn, quý nữ mà nàng ta muốn tiếp cận thì người ta chỉ nhìn chúng đường muội đường quân giao của nàng ta. Vốn hy vọng huynh trường đường Hoài Hưng có thể đoạt giải nhất trong trường thi, nhờ đó có thể nâng cao thân phận của nàng ta, nhưng nào ngờ đường Hoài Hưng lại thi cử thất bại, làm cho nàng ta uổng công kỳ vọng. Cho nên, khi Lý Thị bảo nàng ta dù thế nào đi chăng nữa cũng phải kiềm chế tinh khí. Chăm qua lại với Tam phòng, nàng ta cũng cố gắng chịu đựng, ở trước mặt Nguyễn thị tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời. Nguyễn thị vốn chẳng phải là người thích so đo, xưa nay nàng cũng rất quan tâm các con cháu. Tuy nữ nhi không vội nghị hôn, nhưng hai cháu gái của giải phòng lại không chờ nổi nữa, cho nàng dứt khoát đồng ý lời thỉnh cầu của Lý thị, nhưng vẫn nói sẽ đưa đường quân giao đi cùng. Mặc dù Lý thị không bằng lòng nhưng cũng không dám trai ý nàng sau khi đường quân nhu biết thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm thầm nói mấy năm qua lại thân thiết với tam phòng rốt cuộc cũng có hồi báo cứ như thế mỗi ngày nguyễn thị đều dẫn hai tỷ muội đường quân du và đường quân nhu đến các phủ trong kinh hết sức lưu ý các gia đình phù hợp trong cung ngũ công chúa vì chuyện hoàng hậu đã bình phục mà đã tươi cười trở lại lúc này nàng ta đang kéo đường quân giao trốn sau cành hoa giọng nói tràn đầy vẻ vui mừng tiểu đường đường muội nhìn thấy chưa vị công tử thứ sáu ngươi ở phía phía đông đó có đẹp không ta quyết định rồi lát nữa sẽ nói với mẫu hậu rằng ta sẽ chọn hắn làm phò mã của ta ngũ công chúa nói không phải ai khác mà chính là nhị công tử của phủ khắc tĩnh bá đồng thời cũng là vị phò mã thứ nhất của nàng ta ở đời trước nàng không rõ vì sao đời trước ngũ công chúa lại hưu hắn ta, nhưng trung quy người kia khẳng định không phải người xứng đôi với cô nương khờ này, cho nên nàng cố ý nói. Đẹp chỗ nào? Còn không đẹp bằng ca ca của muội cơ? Ngũ công chúa quính lên. Nói bậy, rõ ràng rất đẹp mà, ta nhìn đống người ở sảnh này, kể ra chỉ có hẳn là đẹp nhất thôi. Ai nói thế? Muội thấy vị công tử ngồi đối diện hắn đẹp hơn nhiều còn có vị công tử mặc áo màu xanh ở phía trên ngũ quan tinh tế mặt mày như hòa có phong thái phong lưu tự nhiên anh tuấn hơn hắn nhiều còn có vị đường quân giao khăng khăng nói trái ý nàng ta chỉ ngẫu nhiên vào các vị công tử khác trong sành và cố ý khen ngợi họ ngũ công chúa nghe một loạt lời khen ngợi của nàng rồi nhìn lại nhị công tử phù khác tịnh bá đột nhiên cũng cảm thấy hắn cũng không được đẹp mắt cho lắm đường quân giao buồn cười không thôi khi thấy ánh mắt của nàng ta khi nhìn nhị công tử phủ khác tịnh bá không còn vẻ si mê lập trường không vững cô nương khờ lấy sắc xem người vậy thì phải làm sao đây ta nhìn ai cũng thấy người đó cũng chỉ có vậy nhưng ta đã đồng ý với mẫu hậu sẽ chọn một trong số đó rồi ngũ công chúa vô cùng buồn rầu nếu đã như thế hay là tỷ cứ chọn vị kia đi dù sao tỷ vừa nhìn đã ngắm chúng hắn cho dù hắn cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam đường quân giao gượng gạo nói ngũ công chúa vô cùng kiên quyết nói không được phò mã của bản công chúa hoặc là người đẹp nhất hoặc là người cực kỳ tài hòa hai cái kia hắn đều không phải nên ta không thể chọn hắn được hứa quân giao không nhịn được cười đang muốn chiêu nàng vài câu chợt thấy mấy chục thị vệ trong công tay cầm binh khí vây quanh đây người dẫn đầu lùa các công tử lẫn cô nương của các phủ có mặt trong sảnh đi về phía Điện Minh Hoa với thái độ cương quyết. Đường quân giao và ngũ công chúa ẩn ở phía sau cành hoa, các thị vệ không hề để ý tới các nàng, mà lùa các quý nữ và quý công tử đã sợ tới mức mặt trắng bệnh, toàn thân không ngừng run lẩy bẩy đi xa dần. Tiểu đường đường, bọn họ muốn làm cái gì? Là ai để bọn họ đến? Ngũ công chúa biến sắc đường quân giao chợt nhớ đến cuộc bức vua thoái vị của thái tử ở đời trước. Cũng chính vì một cuộc bức vua thoái vị như thể trò cười này mà thiên hy đế cuối cùng đã không thể nhịn được mà phế đi ngôi vị của thái tử. Nhưng ở đời trước những chuyện này xảy ra sau khi hoàng hậu qua đời, vậy mà đời này lại xảy ra sớm hơn. Nàng giữ chặt ngũ công chúa đang muốn đi theo để nhìn kết cục, thấp giọng nói. Đi cung phượng tảo, mau lên. Ngũ công chúa dùng mình, không chút nghĩ ngợi mà nắm lấy tay nàng chạy thật nhanh về phía cung phượng tàu. Hai người đi thật nhanh, đường quân giao phát hiện con đường mà thường ngày công nhân đi tới đi lui, giờ đã vắng tanh không một bóng người, ngay cả thị vệ tuần tra trong cung cũng không thấy. Không chỉ như thế, trên đường hai người đi cũng không hề có trở ngại, đi một mạch tới cung phượng tàu. Trong chính điện truyền đến tiếng tranh cãi của Thái tử và Tương Vương đường quân giao giữ chặt ngũ công chúa đang muốn xông vào, hai người vào điện bằng cửa sau. Nếu không phải ngươi đối chống lại ta ở khắp nơi, hết lần này tới lần khác chọc đau sau lưng ta, thì ta cần gì phải đi đến bước ngày hôm nay? Đây là tiếng gầm rú đầy căm phẫn của thái tử. Ngươi lúc nào cũng như vậy, cái gì cũng là lỗi sai của người khác, cái gì cũng muốn đẩy hết lên người ta, từ bé đã vậy, rõ ràng là ngươi đụng hỏng bình lưu ly bạch mọc của mẫu hậu, nhưng khăng khang vu oan cho ta. Bây giờ cũng thế, rõ ràng là ngươi đại nghịch bất đạo, có ý đồ muốn bức vua thoái vị, nhưng cứ luôn mồm nói là do ta ép ngươi. Tương vương phẫn nộ thét lên trả lời. Ta không hề, ta nói bao nhiêu lần rồi không phải ta làm hỏng. Lão nhị, bọn chúng nói gì ngươi đều tin, nhưng ngươi chưa từng tin ta nửa lời. Gân xanh trên trán thái tử liên tiếp run lên vì phẫn nộ, cuối cùng không nhịn được mà vung một nắm đấm về phía tương vương. Tường vương không kịp nhìn đã bị một quyền của hắn, lập tức vung quyền lên đánh trả. Ngươi đổ oan cho ta thì cũng thôi, thế mà còn muốn đổ oan cho nhị hoàng huynh, ngươi có còn xứng là đại ca của chúng ta sao? Phải, ta không xứng, ngươi đã bảo giờ thừa nhân người huynh trưởng này chưa? Cái gì tốt ngươi chỉ nhớ tới nhị hoàng huynh của ngươi, sao ngươi không đầu thai vào bụng của Diêu Phi đi cho rồi? Là ngươi chưa bao giờ coi ta là huynh đệ, rõ ràng ngươi biết ta thích con ngựa màu hồng, nhưng ngươi lại đem nó cho người khác. Ngươi cố tình làm thế. Ta cố tình. Ta cố tình. Rõ ràng là tự ngươi nói ghét nhất là màu hồng, bây giờ lại trách ta. Lúc này đôi huynh đệ đã không còn dáng vẻ thường ngày, phẫn nộ xé xác nhau, vừa đánh vừa lật lại nợ cũ đã tích tụ nhiều năm. Trên giường lớn, thiên hy đế ôm chặt lấy hoàng hâu đang khóc, sắc mặt âm u đến nỗi sắp nhỏ ra mực lửa giận trong mắt bùng cháy dần dần nhiệt tử nhiệt tử hai thằng nhiệt tử này hắn hít thở vài cái thật sâu cố ép lửa giận xuống mà vỗ nhẹ lên lưng của hoàng hậu nhìn chằm chằm thái tử và tương vương đang vật lộn đánh nhau bằng ánh mắt sắc lẹm nhưng lại không hề lên tiếng ngăn cản nước mắt ngũ công chúa rơi xuống tách tách cuối cùng không nhịn được mà xông vào ngăn cản khóc bảo hai huynh đừng đánh nữa Cầu xin hai huynh đừng đánh nữa mà, đừng đánh nữa mà. Nhưng hai huynh đệ kia vốn đã nổi cơn thịnh nộ, nên nào nghe được những lời nàng nói, thậm chí bọn họ còn vung quyền tàn nhẫn hơn. Tường vương nghiêng người tránh được một quyền đánh đến của thái tử, lại đúng lúc ngũ công chúa xông vào, thái tử không kịp thu tay, lập tức nắm đấm sắp đánh lên ngũ công chúa. Tĩnh an mau tránh ra. Thiên hy đế chỉ kịp kêu to ngay sau đó lại thấy một bóng dáng nhỏ yếu vọt tới. Keo ngũ công chúa thật mạnh, cuối cùng cơ thể gầy yếu kia đã thay ngũ công chúa hứng chịu một quyền nặng nề của thái tử. Đường quân giao chỉ cảm thấy sau lưng đau nhức từng cơn, lục phủ ngũ tảng sắp bị lộn cả lên, cuối cùng không đứng vững, nàng cùng với ngũ công chúa đang được nàng ôm lấy và che chở trước người cùng nhau ngã xuống đất. Chương 62: Thiệt hại nghiêm trọng. Tất cả dừng tay lại cho chấm. Thấy hai con đã ngộ thương người vô tội, thiên hy đế giận tím mặt mày, lớn tiếng quát. Tiểu đường đường, muội sao vậy? Đừng dọa ta, hu hu, muội mà có mệnh hệ gì, ta phải làm sao đây? Ngũ công chúa vùng vẫy bò dậy, vừa khóc vừa muốn đưa tay ra nâng đường quân dao ngã trên mặt đất dậy, nhưng chân tay nàng ta như nhũn ra, dùng sức mãi mà vẫn không thể nâng người dậy, thay vào đó cả người còn bị ngã xuống đất một lần nữa. Người đâu? Thiên Hy Đế hét lớn một tiếng, lập tức có nội thị hớt hải chạy vào, nâng hai người lên. Còn Thái Tử và Tương Vương bị Thiên Hy Đế sai người kéo ra, trên người hai người đều chẳng chịt vết thương, mặt mũi bầm dập đến nỗi suýt nữa nhìn không ra dáng vẻ ban đầu. Ấy thế mà cả hai vẫn chừng ánh mắt tràn đầy lửa hận về phía đối phương, ánh mắt như mũi tên sắc bén bắn, vù vù vù, lên người đối phương, ai cũng hận không thể đâm đối phương thành con nhím nhiệt thở. Thiên Hy Đế bước nhanh tới, lần lượt cho hai người một cái tát trời giáng, đánh đến nỗi mặt hai người lệch sang một bên, trong nháy mắt mặt đã sưng lên, thậm chí khóe miệng còn dớm máu, nhưng cả hai không dám thốt lên tiếng nào. Thái tử chỉ biết cúi đầu, không dám đối diện với khuôn mặt phẫn nộ của phụ hoàng. Đường đường, cháu sao rồi? Mau mời thái y. Hoàng hậu sắc mặt tái nhợt, cánh tay run rẩy muốn nhìn xem vết thương trên người đường quân, nhưng lại sợ chạm vào làm nàng đau, vì thế vội vàng sai người đi mời thái y. Ngũ công chúa vừa khóc vừa oán trách. Muội xông ra làm gì? Người thì bé như giá đỗ, một trận gió cũng có thể quật ngã, cơ thể của ta chắc khỏe hơn muội nhiều, đánh hai phát cũng không sao cả, ai bảo muội cậy mạnh xông ra làm chi? Bị thương đâu rồi? Mau để ta nhìn xem nàng ta vừa nói vừa đưa tay sờ chỗ này về chỗ nọ trên người đường quân giao đường quân giao trúng một quyền nặng nề kia khí huyết quay cuồng xém nữa phun ra một búng máu nàng cảm thấy dường như xương cốt sắp sửa bị đánh vỡ tới nơi đau đến nỗi đầu óc choáng váng trong mắt toàn sao trời trong lúc mông lung nàng dường như nhìn thấy bóng dáng của ngôn vũ xuất hiện trước mặt mình sau đó thì nghe thấy nàng ta mềm giọng hỏi mình Giao giao, ngươi trở về bên cạnh cha mẹ ngươi chưa? Nàng vô chi vô giác gật đầu, ngay sau đó lại thấy ngôn vũ mỉm cười như chút được gánh nặng, nàng ta lầm bầm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ta cũng an tâm rồi. Khi đang nói chuyện, cơ thể nàng ta từ từ trở nên trong suốt, mãi cho đến khi biến mất hoàn toàn. A à, vũ, nàng muốn gọi nàng ta lại, nhưng lúc này thái y đã vội vã chạy đến Ngũ công chúa trực tiếp kéo lão thái y đã tuổi gần 60 đến cạnh nàng. "Mau mau mau, mau khám cho muội ấy, vừa nãy muội ấy đã bị một quyền nặng. "A à, Vũ, A à, Vũ." Đường Quân giao tỉnh táo lại, nghĩ tới một màn vừa rồi khiến nàng sinh ra một dự cảm không lành, trong lòng nhiều lần cất tiếng gọi tên Môn Vũ. "Cô nương có thấy đau không?" Lão thái y ấn nhẹ xung quanh chỗ bị thương sau lưng nàng thấy nàng không có phản ứng gì thì không khỏi lên tiếng hỏi. Trong lòng đường quân giao đang mải nghĩ tới ngôn vũ đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất, không hề nghe rõ lời ông ta nói, còn ngũ công chúa lại vô cùng sốt ruột. Sao lại không đau chứ? Một quyền mạnh như thế mà, người nhẹ chút, đừng ấn lung tung muội ấy sẽ đau đó. Lão thái y hết nói nổi. Cô nương này nhìn thế nào cũng không giống đang đau lúc này hoàng hậu đã nhận ra điều khác thường lo lắng hỏi đường đường cháu có thấy trên người mình đau không gọi thật lâu mà không nhận được lời hồi đáp của môn vũ khiến đường quân giao vô cùng sốt ruột nhưng vẫn cố ép cơn hoảng loạn vô cớ trong lòng lắc đầu không đau không đau à sao lại không đau được chứ ta thấy muội đau đến nỗi mặt mày trắng bệnh rồi kia ngũ công chúa không tin lão thái ý kiểm soát lực rồi lại ấn vào vết thương của nàng. thấy vẻ mặt của nàng không lộ ra chút đau đớn nào, ông ta suy nghĩ một lát, bèn nói: Xin công chúa điện hạ thay thần kiểm tra sau lưng đường cô nương xem có vết bầm hay không. Rốt cuộc đường quân giao cũng phản ứng lại, không đúng. Lúc nãy nàng còn cảm thấy đau muốn xỉu mà, sao bây giờ lại chẳng thấy đau gì cả, như thể chưa từng bị đấm trúng vậy. Khi ngũ công chúa cởi áo nàng ra, nhìn đến chỗ vừa bị đánh trúng của nàng thì cũng bị ngây ngần cả người. Đừng nói là vết bầm màu đen, chỗ này hoàn toàn trắng trẻo mịn màng, hoàn toàn không có dấu vết bị thương nặng. Nàng ta vẫn không từ bỏ, vừa vươn tay ấn loạn xọa trên lưng nàng, vừa hỏi. Có đau không đường đường? Nếu đau thì cứ nói, đừng có mà cố gắng nhịn. Đường quân giao kéo cánh tay của nàng ta khoác lại áo. Không đau, không đau chút nào, tỷ không cần lo lắng. Mặc dù trên mặt nàng không có chút gượng gạo nào, nhưng ngũ công chúa vẫn không sao tin được. Sao có thể không đau được chứ, muội xem, đến cả khóa trường mệnh muội đeo trên người còn bị nứt vác ra kia kìa, vừa nhìn đã tưởng tượng ra một quyền đấy đánh trên người có bao nhiêu đau đớn. Đường quân giao ngẩn ra khi nàng cúi đầu xuống nhìn thì thấy ngũ công chúa đang cầm khóa trường mệnh mà mình vẫn luôn mang theo bên người còn trên khóa trường mệnh lúc này quả nhiên đã xuất hiện một vết nứt nàng cực kỳ hoảng sợ vội cầm lấy khóa trường mệnh lật đi lật lại với vẻ không dám tin sau đó nàng thật sự nhìn thấy mặt trên của nó xuất hiện một vết nứt có thể thấy bằng mắt thường làm sao có thể lúc nãy nàng bị một quyền sau lưng cơ mà làm sao khóa trường mệnh ở trước ngực có thể bị đánh tả tơi như vậy. Nàng lập tức nhớ đến sự xuất hiện của môn vũ, rồi lại liên tưởng sự an toàn của bản thân bây giờ, sắc mặt trở nên trắng bệch. Có phải ngôn vũ đã thay mình chịu thương tổn của một quyền nặng nề kia không? Nàng còn nhớ con đau nhói lúc cơ thể bị đánh trúng, nhưng sau khi cơn đau đó qua đi, nàng lại chẳng cảm thấy gì nữa. Tiểu đường đường, muội sao vậy? có phải cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Ngũ công chúa thấy mặt nàng trắng bệnh, vẻ mặt thử ra, lo lắng hỏi. Không sao, không sao. Đường quân giao cố ép mình nở một nụ cười cứng nhắc rồi trả lời. Ngũ công chúa vẫn không yên tâm nổi, nàng ta bắt thái y giúp nàng bắt mạch lại một lần nữa mới chịu dừng. Gian ngoài truyền vào tiếng trách mắng đầy tức giận của thiên hy đế, Đồng thời cũng khiến cho hoàng hậu đang bận tâm cho vết thương của Hứa quân giao phải chuyển rời lực chú ý, cơ thể hoàng hậu lắc lư, đôi mắt ngập nước. Tìm Ngũ công chúa thắt lại, nghe tiếng trách mắng đầy phẫn nộ của Thiên hy đế ở gian ngoài, lại nhớ tới vẻ ngoan độc của hai vị hoàng huynh, lúc đó bọn họ chỉ hận không thể giết chết đối phương, nghĩ đến đây hốc mắt nàng đỏ ửng, nghẹn ngào gọi. Mẫu hậu. Không sao, có mẫu hậu và phụ hoàng của con ở đây con không cần phải lo gì cả đường đường vừa mới bị thương con cùng con bé quay về nghỉ ngơi đi hoàng hậu tự ái mà lau nước mắt trên mặt nàng dịu giọng nói ngũ công chúa khóc thút thít nhất định không chịu con không đi đâu con phải ở lại cùng người nghe lời nào chớ để mẫu hậu lo lắng giọng nói của hoàng hậu đã có chút khàn nhưng vẻ mặt vẫn ôn nhu như cũ dùng tay hớt những sợi tóc rũ xuống hai má của ngũ công chúa. Đường quân dao cũng biết lúc này không phải lúc thích hợp để mình ở lại, nàng nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của ngũ công chúa, làm bộ suy yếu. Bỗng nhiên muội thấy hơi chóng mặt, muốn quay về nằm một lúc. Xem kìa, đường quân dao không thoải mái, con đưa muội ấy quay về trước đi. Làm sao hoàng hậu không biết nàng đang giả vờ, nhưng cũng thuận theo lời nói của nàng mà khuyên nhủ nữ nhi. Ngũ công chúa cuối cùng vẫn nức nở đồng ý, diều đường quân giao đang giả bộ suy yếu, cẩn thận rời khỏi cung phượng tàu. Trong điện, thiên hy đế ngồi trên bảo tỏa, mặt mày xanh mét, sự tức giận chất chứa trong mắt không hề tiêu tan là bao. Hắn quét mắt nhìn sắc mặt nhợt nhạt của thái tử và tương vương đang quỳ trên mặt đất, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Chấm không ngờ, huynh đệ các ngươi lại ngu không ai bằng như vậy bị người khác châm ngòi ly gián mà cũng không hề hay biết, cho nên hôm nay mới làm ra những chuyện cốt nhục tương tàn như vậy, kẻ thù khoái trá, người thân đau lòng. Từng câu các ngươi nói đều trách móc đối phương vì chưa từng tin tưởng mình, căm hận đối phương vì chưa từng coi mình là huynh đệ, nhưng từng việc trong lời trách móc này, các ngươi có từng chủ động hỏi câu trả lời của đối phương, có từng bình tĩnh hòa nhã nghe đối phương giải thích chưa? Chưa từng, các ngươi chưa bao giờ làm vậy các người hoàn toàn dựa vào suy đoán, chưa tự mình đinh tội cho đối phương, lại chưa từng nhận ra sự khiêu khích của người khác, vì vậy mới khiến cho tình cảm huynh đệ ngày càng phai nhạt, oán trách lẫn nhau, cuối cùng đi đến bước đường ngày hôm nay. Hai đứa con trước mặt này đều là những đứa mà ông coi trọng nhất, chúng là người mà ông gửi gắm nhiều kỳ vọng nhất. đặc biệt là trường tử, ông đã dốc lòng bồi dưỡng, kỳ thác hy vọng sau này hắn có đủ năng lực để tiếp nhận trọng trách trên người mình. Nhưng mà bây giờ, ông quả thật không dám tin, trường tử mà mình gửi gắm nhiều kỳ vọng nhất, có một ngày lại hướng đao kiếm về phía mình. Là lỗi của chấm, chấm không nên xác lập người làm thái tử quá sớm. Con mắt hắn hơi ẩm ướt, bỗng nhiên không có tâm tư tiếp tục săn mắng nữa, ông thở dài một hơi. Phụ hoàng. Thái tử hồi tưởng lại quá khứ, sắc mặt trắng như tờ, cuối cùng ngã xuống đất. Tương Vương run rẩy cánh môi, dường như muốn nói cái gì đó, nhưng lại phát hiện mình không thốt ra nổi một câu. Cho nên có thể nói, hết thảy đều là sự hiểu lầm của hắn sao? Hoàng hậu xuyên qua bình phong nhìn phụ tử ba người ở nội điện, lệ rơi lã trá. Cốt nhục chí thân đi đến nông nỗi ngày hôm nay, rốt cuộc là lỗi của ai? Khoảnh khắc bước ra khỏi cung phượng tàu, đường quân giao nhìn thấy thị vệ đang quỳ đầy trước cổng, nàng khẽ thở dài. Không biết nên nói thái tử và tương vương là chó cùng rất dậu nên mới buộc phải làm vậy hay gì? Thiên hy đế nắm triều đình trong tay là điều không cần bàn cãi, hơn nữa ông còn có hy vọng ở dân gian, không phải là người mà một thái tử có thể làm lay động được. Mặc dù các quần thần ai cũng có tư tâm, nhưng không một ai là không nguyện lòng thần phục vị thiên tử anh mình ngồi trên long ỷ này. Dưới thời của thiên hy, cuộc sống của bách tính sẽ ngày một tốt hơn, cho nên mọi người rất biết ơn vị vua này. Rốt cuộc ai đã cho thái tử dũng khí, để hắn cả gan làm ra loại chuyện tự tìm đường chết này. Hai người quay về tầm cung của ngũ công chúa, thì nghe nói các vị công tử cô nương đã bị thị vệ lùa đến điện minh hoa, còn các vị cáo mệnh phu nhân thì bị nhốt trong sảnh phụ của cung phượng tảo, đều đã lấy lại được tự do đường quân giao cảm thấy cuộc bức vua thoái vị này của thái tử thị vệ thật sự nghe theo lệnh của hắn phòng chừng chỉ có những thị vệ bao vây con tin kia mà thôi nàng cũng may mắn vì hôm nay nguyễn thị không vào cung nếu không nàng ấy chắc chắn sẽ bị dọa sợ cho xem nàng cúi thấp đầu vuốt ve chiếc khóa trường mệnh đã hỏng trong tay đồng thời gọi tên môn vũ hết lần này tới lần khác hy vọng nàng ta có thể đáp lại lời của mình nhưng thời gian cứ chậm chậm trôi qua, ngôn vũ thủy chung không xuất hiện, cũng không hề trả lời nàng lấy một lời. Nàng cố ép sự hoảng loạn trong lòng, cố gắng hồi tưởng khoảnh khắc bị thái tử đánh trúng kia. Nàng nhớ rõ mình thật sự bị đánh trúng ở sau lưng, đến nay nàng vẫn nhớ rõ cơn đau lúc đó. Nhưng vào lúc nàng bị đau đến nỗi đầu óc choáng váng, ngôn vũ chợt xuất hiện, đồng thời hỏi mình câu kia. Đúng rồi, nàng ta hỏi mình một câu, là câu gì ý nhỉ? Là câu gì ý nhỉ? Nàng vừa cuống lên lập tức trong đầu trở nên trống rỗng, nghĩ thế nào cũng không ra. Nàng hít thở vài cây thật sâu, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Lúc đó, môn vũ bỗng nhiên xuất hiện, nhìn mình rồi hỏi một câu. Nàng hỏi. Giao giao, người đã trở về bên cạnh cha mẹ ngươi chưa? ngươi đã trở bên cạnh cha mẹ ngươi chưa con mắt nàng đột ngột mở to trở về bên cạnh cha mẹ ư ngôn vũ luôn ở bên cạnh mình làm sao nàng có thể hỏi một câu như vậy còn có sau đó nàng ta lại nói một câu vậy thì tốt vậy thì tốt ta cũng yên tâm rồi yên tâm nàng ta yên tâm cái gì tại sao sau khi biết mình trở về bên cạnh cha mẹ thì yên tâm Đường Quân giao đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ, sắc mặt nàng tái đi một cách vô thức. "A à, Vũ?" "Không, đó không phải A à Vũ của nàng." "A à, Vũ của nàng không như thế đâu." Vẻ mặt khi Ngôn Vũ xuất hiện hỏi câu kia, nụ cười như chút được gánh nặng sau khi nói ra câu cuối cùng không phải điều mà con quỷ A à Vũ ngốc nghếch của nàng có thể làm. "Nhưng mà, nếu nàng ta không phải A à Vũ, vậy nàng ta là ai?" nàng mới nhớ lại, sau lần nàng nói chuyện của dự vương với ngôn vũ, số lần ngôn vũ xuất hiện càng ngày càng ít, thậm chí có khi cả ngày không xuất hiện nổi một lần. Chỉ tiếc lúc đó tất cả tâm tư của nàng đều đặt lên hạ thiệu đình nên không chú ý đến chuyện gì khác. Ngũ công chúa phát hiện ra sự khác thường của nàng, không nén nổi lo lắng. Tiểu đường đường làm sao vậy? Có phải cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Ta lập tức sai người đi mời Thái Y ngay đừng đi, không cần, không cần mời Thái Y đâu, muội nghỉ chút là khỏi ngay ý mà, thật đấy, muội không sao. Đường quân giao giữ nàng lại, nhìn nàng mở một nụ cười gượng gạo. Ngũ công chúa thấy nàng kiên trì nên chỉ có thể lo lắng mà ngồi bên cạnh nàng. Sau khi ngồi một lúc, thấy vẻ đau đớn trên mặt nàng đã tiêu tan từng chút một, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó lại cúi thấp đầu hỏi. Tiểu đường đường, muội nói xem, hai hoàng huynh bị làm sao vậy? Hai người đều là con của hoàng hậu, tại sao bọn họ không thể tương thân tương ái như huynh đệ nhà bình thường? Giống huynh đệ của nhà bình thường ư? Tỷ nhầm rồi, huynh đệ nhà bình thường cũng khó tránh khỏi đủ loại tranh đoạt, làm gì có chuyện hoàn toàn yên tĩnh. Đừng nghĩ nhiều nữa, mọi việc đều có bề hạ mà. Đường quân giao cứ dây dứt chuyện của ngôn vũ, nên chỉ tùy tiện an ủi vài câu, lại hỏi. Nếu các vị phu nhân cùng các công tử và các cô nương đều không sao, không biết bây giờ muội có thể quay về chưa? Bây giờ cha mẹ ắt hẳn đã biết chuyện xảy ra trong cung, e rằng sẽ không yên lòng. Tuy ngũ công chúa không nỡ, nhưng cũng biết nếu như người nhà của nàng biết trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy, khẳng định sẽ rất lo lắng cho nàng ở trong cung, cho nên ngũ công chúa phân phó cung nữ đi nghe ngóng tình hình trước sau khi biết tin các vị phu nhân cùng các công tử và các cô nương đã lần lượt quay về phủ, nàng cũng đích thân đưa đường quân giao ra ngoài. Trong phủ dự vương, dự vương mê mẩn nhìn hai bức tranh đang treo trên tường. Hai bức tranh đều cùng vẽ một nữ tử trẻ tuổi, bức tranh mới hơn được hắn tự tay vẽ dựa theo chi nhớ của đêm hôm đó, bức còn lại hơi sờn được nội thị của hắn tìm thấy trong phường tranh. Nữ tử trong hai bức tranh, thoạt nhìn thì khá giống nhau, nhưng chỉ cần nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra sự khác biệt trong đó. Nữ tử trong bức tranh cũ, nét dịu dàng giữa hai lông mày như có thể thấm qua bức tranh, khuôn mặt xinh đẹp cất chứa một loại dịu dàng và tình yêu thuộc về người mẹ. Còn bức tranh mới hơn, tuy rằng nữ tử có khuôn mặt khá giống với khuôn mặt kia, nhưng vẻ mặt lại mang theo vẻ hồn nhiên không dành thế sự thuộc về thiếu nữ trốn khuê phòng hai hàng lông mày của hắn cau càng ngày càng chặt. Thời gian này rảnh rỗi không có gì làm, vì thế hắn cứ dán mắt vào hai bức tranh này, không dám tin rằng nữ tử mà hắn vẽ dựa theo trí tưởng tượng và trí nhớ, lại giống với nữ tử được vẽ bởi một họa sĩ khác. Đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Vị nữ tử trong bức tranh là ai? Dựa vào niên đại của bức họa mà nói, bức họa này chỉ ít cũng có gần 20 năm rồi, nếu nữ tử trong tranh vẫn còn sống, chắc chắn con cái cũng đã khôn lớn hết rồi. Điện hạ, có việc lớn không tốt rồi, trong cung đã xảy ra việc rồi. Chợt có nội thị hớt hải chạy vào bẩm báo, cũng đánh thức người đang khổ sở tìm câu trả lời là hắn. Khi hắn nhận được tin tức thì gấp rút vào cung, đến cửa cung thì gặp được đường quân giao đang được huynh trưởng đích thân tới đón. Bởi đang sốt ruột trong lòng, hắn không kịp hỏi đường quân giao chuyện xảy ra trong cung, chỉ vội vàng chào một tiếng rồi đi thẳng vào cửa cung. Trên đường quay về phủ, đường quân giao lược bỏ chuyện mình bị thái tử ngộ thương, rồi kể lại sơ lược những chuyện đã xảy ra ở trong cung cho đường Hoài Châu. Đường Hoài Châu nghe xong thở dài thương thượt. Quân thần phụ tử huynh đệ đi đến nông nỗi này, quả thực làm người ta thổn thức. Đường quân giao lơ đãng, ưm, một tiếng, xe ngựa vừa dừng lại, nàng đã chạy vội về phòng, làm cho đường Hoài Châu ở phía sau nàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Nha đầu này chạy nhanh thế làm cái gì? Đường quân giao quay về phòng, vội vàng lục tung những chiếc hộp để tìm các loại bùa mà nàng đã mua ở chỗ tái thần tiên khi trước. Cái này là trị chứng khóc đêm của trẻ con, cái này là đuổi rắn kiến, cái này. Đúng, cái này là bùa trúc thuận buồm xuôi gió. Tay nàng run run, lấy ra một chiếc hộp gấm bằng gỗ đàn hương màu đen kịt, đầu tiên là bỏ vào đó chiếc khóa trường mệnh đã hỏng, sau đó lại đặt hai lá bùa, chị chứng khóc đêm, và, thuận buồm xuôi gió, vào trong, trong lòng không ngừng thì thào cái tên, A Vũ. Cũng không biết đã qua bao lâu, hơi thở quen thuộc phả ra từ trong chiếc hộp gấm mà nàng đang ôm chặt trong lòng, nàng vui mừng khôn xiết, vội vàng gọi, A Vũ. Nhưng môn vũ lại không hề xuất hiện cũng không cất tiếng trả lời nàng. Cho dù như thế, nhưng nàng vẫn cảm thấy lòng mình nhẹ đi. Nàng đoán, có lẽ ngôn vũ đã thay mình chịu vết thương kia, sau đó quay về trong khóa trường mệnh, chẳng qua là cơ thể quá suy yếu nên không thể trả lời mình. Xem ra, năm đó nàng tiện tay mua mấy lá bùa ở chỗ tái thần tiên quả thực có chút tác dụng. Nhưng những ngày sau đó, mặc dù nàng vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của ngôn vũ, nhưng Thủy Trung không thể nhận được câu đáp lại của đối phương. Nàng chỉ đành một bên sai người đi tìm tái thần tiên, một bên lưu ý động tĩnh của Đông Cung. Thái tử bị phế, công nhân Đông Cung không quay về hậu cung để phân công việc làm lại lần đầu, và lúc này ở đời trước, vì cứu nàng mà Phương Nghi chết dưới đao của đổ y, đời này, nàng ngược lại muốn nhìn xem nàng ta sẽ dùng cách gì để chết. Đồng thời vào lúc này, Thiên Hi đế cũng đang hạ chỉ phế môi vị thái tử của Hoàng trưởng Từ Triệu Nguyên Đức, giam cầm hắn cùng thê thiếp và con cái ở trong hẻm Tây Lục. Tất cả những người liên quan đến cuộc bức vua thoái vị đều bị bỏ tu để chờ giải quyết. Đồng cung thái tử ngày trước phồn hoa nào nhiệt bao nhiêu, giờ phút này lại trở nên hỗn loạn, thái tử phi trước kia nay lại trở thành hoàng trưởng tử phi, khuôn mặt của Từ Uyển Thanh phờ phạc, ôm chặt nhi tử đang khóc vì sợ hãi vào trong lòng rồi từng bước ra khỏi chính điện dưới sự áp giải của ngự lâm quân. Dẫm lên thềm đá cuối cùng, nàng nhìn thấy Bành Ngọc Kỳ cũng một thân chật vật giống mình. Bành Ngọc Kỳ cũng nhìn thấy nàng, ánh mắt hai người giao nhau, vô số cảm giác phức tạp tràn ngập trong lòng, sau đó không hẹn mà cùng rời mắt đi. Cùng nữ hứa đinh nhược trước đó không câu mới được đề bạt đến hầu hạ bên cạnh thái tử. Lúc này nàng ta đang bị thị vệ kiên quyết kéo từ trong phòng ra. Trên mặt nàng ta trần đầy vẻ hoảng loạn cùng không cam lòng. Sao lại như thế này? Sao lại như thế này? Sao thái tử lại đột nhiên bị phế? Rõ ràng nàng đã dần dần lọt vào mắt hắn. Chỉ thiếu một bước nữa thôi là có thể trở thành người của hắn rồi. Phương nghi gầy yếu cũng bị thị vệ đuổi ra khỏi cung. Nàng ta cùng các cung nữ khác bị đuổi tới một chỗ đất trống phía trước chính điện để chờ trong cung đưa ra sắp xếp mới cho bọn họ. Nàng ta rủ mắt, hai tay giấu trong tay áo nắm chặt. Từ khi biết thái tử đần độn kia đi nước cờ, bức vua thoái vị, nàng đã biết sớm muộn gì ngày này cũng tới, còn sắp xếp nhiều năm của mình cũng trở thành công cốc. Nhưng cũng may, nàng vẫn luôn nhớ để lại một lối thoát cho bản thân. Gạch nối Hạ thiệu đình cầm lấy túi nước tu ừng ực vài ngụm lớn, bấy giờ mới thấy cổ họng khô rát đã được xoa dịu. Đỗ Thành Trung ngồi trên đất với hắn cũng giống vậy. Đỗ Thành Trung lau qua loa khóe miệng dính nước, đoạn nhìn chàng thanh niên trẻ tuổi trước mặt, trong mắt tràn đầy tán thương. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, cổ nhân quả thực không lừa ta, lần này hạ tướng quân thật sự khiến ta phải lau mắt mà nhìn. Hạ thiệu đình nhàn nhạt, nhạt nói. Đỗ tướng quân quá khen chung sống với hắn mấy ngày nay, Đỗ Thành Trung cũng hiểu rõ hắn là người kiệm lời ít nói, nên không hề để ý, không giấu được sự yêu thích. Nếu khuyển tử của ta sau này cũng có bản lĩnh của hạ tướng quân, thì ta cũng yên tâm rồi. Hạ thiệu đình đánh mắt nhìn hắn, không bỏ lỡ niềm vui không thể che giấu được của hắn khi nhắc đến nhi tử. Hắn đương nhiên không cho rằng nhi tử mà hắn ta nói chính là Phùng Duy Lượng. Quả nhiên, như muốn tìm một chủ đề nào đó để phá vỡ sự im lặng kế tiếp đỗ thành trung lúc nào cũng vô thức nhắc đến cậu con trai hoạt bát đến mức ngang bướng của mình rõ ràng là lời phàn nàn nhưng trên mặt hắn luôn nở nụ cười cưng chiều hạ thiệu đình dù tầm mắt không hề lên tiếng cắt ngang lời hắn thằng nhóc bé tí xíu kia thế mà còn muốn cầm đại đao thật sự là gan to bằng trời mà đỗ thành trung cười than song cũng phát hiện sự trầm mặc của Hà Thiệu Đình, hắn hắng giọng truyền chủ đề. Hạ tướng quân quý trọng Ngọc Kỳ Lân như thế, chắc là của người quan trọng tặng nhỉ. Hạ Thiệu Đình đang nhẹ nhàng lau Ngọc Kỳ Lân trong tay bỗng dừng lại, nhớ đến tiểu nha đầu trắng trẻo đáng yêu nhưng cũng rất thảo mai năm đó đã tặng mình Ngọc Kỳ Lân, ánh mắt trở nên nhu hòa, vội rủ mắt trả lời. Phải. Đỗ Thành Trung lại cười hỏi. Hạ tướng quân đã định hôn chưa? Chưa từng. Ta có một nữ nhi, mấy tháng nữa là tròn 15, nếu hạ tướng quân không chê. Không còn sớm nữa, nên lên đường thôi." Hạ Thiệu Đình bỗng nhiên đứng dậy, cắt ngang lời hắn. Đỗ Thành Trung cũng không nghĩ nhiều, nghỉ ngơi lâu như thế quả thực cũng nên lên đường rồi, tránh phải làm lỡ chính sự. Hạ Thiệu Đình lặng lẽ quay người lên ngựa, hai chân kẹp bụng ngựa, tuấn mã tung vó phi nước đại hôn sự. Trong đầu hắn chưa bao giờ có suy nghĩ kết hôn, hắn chỉ đợi đến khi bình định được biên cương, toàn bộ thiên hạ thuộc về đại tề, đạt được tâm nguyện của bệ hạ, lúc đó hắn sẽ giải ngũ về quê, tìm một nơi yên tĩnh sống hết quãng đời còn lại. Bởi vì hắn biết, phàm là thứ hắn muốn nắm chặt, cuối cùng vẫn sẽ bỏ hắn mà đi. Ví như tổ mẫu, mẫu thân, dì điền, cô mẫu của hắn chương 63, tiểu yêu nữ. Hứa quân giao bất ngờ nhíu mày khi nghe trường phong bẩm báo chuyện cung nữ phương nghi của đông cung bị chết bệnh ở cán y cục. Đời này lại chọn chết bệnh hả? Nàng còn tưởng rằng nàng ta sẽ giống đời trước, chọn bảo vệ hứa đinh nhược mà chết cơ. Xong nàng ta không chọn làm như vậy, cũng chính là một loại bảo vệ khác cho hứa đinh nhược. Nói cho cùng mặc dù vài năm nay nàng ta nằm triền miên trên giường bệnh, nhưng trong đông cung vẫn luôn có người phục mệnh giám sát nàng ta, Triều Đình không hề nới lỏng sự nghi ngờ đối với nàng ta. Đã xác nhận cái chết của nàng ta chưa? Nàng vẫn không yên tâm mà hỏi. Đã nhiều lần mời Thái Y xác nhận rồi à, xác thực là đã chết. Thực ra năm đó nàng ta bị thương nặng, mấy năm nay tình trạng vết thương vẫn luôn không được ổn định, lúc tốt lúc xấu, thuốc không rời thân, nhìn tướng không thể sống thỏ. Trường Phong nói. Đường quân giao cười nhạo có lẽ nàng ta thật sự không phải người có tướng sống thọ song cũng không phải là người sẽ chết một cách dễ dàng như vậy thi thể của nàng ta thì sao bây giờ đang ở đâu đã dùng chiếu rách cuốn lại rồi khiêng ra khỏi cung và vứt vào bãi tha ma thật sao đường quân giao vỗ nhẹ vòng ngọc trên cổ tay cố gắng nhớ lại những lần phương nghi thỉnh thoảng ra khỏi cung ở đời trước để xem nàng ta đã đi những đâu nàng chưa bao giờ tin người đó sẽ chết một cách dễ dàng như vậy huống chi thời điểm nàng ta chết cũng quá trùng hợp giống như đời trước đều là sau khi thái tử bị phế như thể sau khi thái tử bị phế đã hoàn toàn làm xáo trộn bố cục của nàng ta khiến cho nàng ta không thể không ẩn trốn trường phong thấy nàng mãi mà không nói chuyện vì thế rời đi không một tiếng động hắn vẫn luôn lấy làm khó hiểu cô nương này dường như rất để ý đến cung nữ tên là phương nghi kia mấy năm nay mỗi khi nàng phân phó hắn làm việc thì có đến bảy tám phần có liên quan tới cung nữ phương nghi nhưng hắn nhớ rõ thân phận của mình nên chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện của chủ tử lại nói đến hạ thiệu đình đang ở bên ngoài làm việc nay hắn nhận được tin thái tử có ý đồ bức vua thoái vị nhưng không thành ngược lại còn bị thiên hy đế phế bỏ ngôi vị thái tử trong lòng khó tránh khỏi lo lắng vì thế ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành đỗ thành trung cũng như vậy sau khi nhận được tin tức thái tử bị phế thế lực trong triều thế nào cũng được tổ chức lại đây vừa là thách thức cũng vừa là một cơ hội hiếm có nếu làm việc tốt nói không chừng phủ chấn viễn tướng quân còn có thể lên một tầng cao mới có ý tưởng như vậy hắn cũng không nói tiếng nào mà gấp rút lên đường đến kinh giao hắn ta chợt thấy thì vệ phạm quảng đang bẩm báo vài câu gì đó với hạ thiệu đình thiếu niên tướng quân mặt không đổi sắc ngay cả khi đỉnh núi Thái Sơn sụp, thoát cái vẻ mặt đã thay đổi, sau đó chắp tay với hắn ta một cách xa cách. Đỗ tướng quân, ta có chuyện quan trọng khác cần làm, cáo từ tại đây. hà tướng quân có việc cứ đi. Vừa dứt lời, hắn đã thấy đối phương quay đầu ngựa lại, thúc tuấn mã chạy nhanh như tên bắn. Vó ngựa cuốn lên cuồn cuộn bụi mù, sau khi bụi đất dần dần tán đi mắt hắn ta đã không còn trông thấy bóng dáng nọ. Hắn ta liếc qua phương hướng mà Hạ Thiệu Đình vừa rời đi, tiếp tục thúc ngựa về kinh. Lúc này, đường quân giao lại ăn mặc thành một gã sai vặt của gia đình bình thường, trường phong và trường thuận một trái một phải đi theo sau nàng. Thân vệ tào thăng của Hạ Thiệu Đình cũng được cố ý gọi đến đây, hắn đang cùng bọn họ nhìn chăm chú vào đôi phu thê trung niên ở phía xa mà không chớp mắt. Một lát sau, hắn nghe thấy đường quân giao cười khầy. Nhìn thấy chưa? Vị phu nhân nhìn trông mong manh yếu đuối, cơ thể giống như bị bệnh kia, chính là phương nghi mà các ngươi nói đã chết bệnh đó. Còn nam tử trung niên mặt toàn dâu bên cạnh nàng ta chính là đội y vừa thoát thân trước đó không lâu, nàng cũng chính là ngũ anh nương. Trường Phong và Trường Thuận đều hoảng hốt, chăm miệng một lời hỏi. Tại sao cô nương biết đôi phu thê này chính là hai người kia dịch dung cải trang? tào thăng cũng hết sức kinh ngạc không dám tin nhìn về phía nàng đường quân giao khẽ hừ một tiếng nhưng cũng không nói cho bọn hắn rằng nàng có ký ức của hai đời dù phương nghi và Đỗ y có hóa thành cho bụi nàng cũng nhận ra nàng hơi ngẩng đầu nói với vẻ kiêu ngạo trên đời này không có người nào thoát được khỏi cặp mắt của bản cô nương trường phong trường thuận tào thăng trường thuận hắng giọng thế thì Cô nương, chúng ta có nên báo cho tướng quân không? Báo cái gì mà báo? Đợi ngươi đi báo thì người cũng không biết chạy đến nơi nào rồi. Đường quân giao tức giận nói. Trường Thuận cũng biết mình đã nói một câu hết sức ngu ngốc, vì thế ngượng ngùng ngậm miệng lại. Nhưng đường cô nương, xung quanh hai người này có rất nhiều trợ thủ, bây giờ chúng ta chỉ có vài người, e rằng không dễ đối phó. Tào thăng nhíu mày nói. Ai nói ta muốn đối phó các nàng? Đường quân giao nhìn hắn một cách kỳ quái. Ta chỉ muốn đưa các ngươi ra đây, để các ngươi mở mang kiến thức về kỳ nhân được thái y nhiều lần xác nhân đã chết, ngay cả thi thể vứt đến bãi tha ma cũng bị chó hoang gặm sạch, lúc này đang sống nhơn nhởn và xuất hiện trước mắt các ngươi. Trường Phong, Trường Thuận, Tào Thăng Đa tạ cô nương là do chúng ta hiểu biết hạn hẹp. Đường quân giao khẽ cười, chậm rãi nói nữ quan trong cung rõ ràng đã chết rồi, nay đột nhiên không chết mà sống lại và xuất hiện bên ngoài cung, còn cùng với dư nhiệt tiền triều cải trang rồi cùng nhau đào thoát. Các ngươi nói xem quan phủ có nên truy nã người này không? Trường Phong lẫn Trường Thuận đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không hiểu được suy nghĩ của nàng, nhưng vẫn ngoan ngoãn thành thật trả lời. nên Tào Thăng thức thời nói theo. nên Đường Quân Giao nhìn Tào Thăng cười tít mắt. Nếu đã như thế, vậy thì làm phiền Tào thị vệ thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho tướng quân của các huynh, phát lệnh truy ná toàn diện đối với dư nghiệt của trại Hắc Hổ, Phương Nghi và Ngũ Anh Nương, đương nhiên, nếu các huynh biết được tên thật của Phương Nghi nữa thì càng tốt. Cô nương, các nàng phần lớn đều là dư nghiệt tiền triều, chứ không phải là dư nghiệt của trại Hắc Hổ. Trường Tuận nhắc nhở. Đương nhiên ta biết. Đường quân giao chừng mắt nhìn hắn thấy sắc mặt khó hiểu của ba người này, Đường Quân Giao chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đầu các huynh làm bằng gỗ sao? Ba người đầu gỗ. Đầu của bọn họ làm bằng gỗ, thật sự xin lỗi nha. Đường Quân Giao không thể không kiên trì giảng giải. Ta hỏi các huynh, bách tính căm ghét dư nhiệt tiền triều hay dư nhiệt của trại hắc hổ hơn? Không đợi bọn hắn trả lời, nàng lại tiếp lời những năm cuối của tiền triều thi hành chính sách chuyên chế dân chúng lầm than nhưng tiền triều kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này đã bị phế chuất mất mạng những tham quan trực tiếp gây hại cho dân chúng cũng đã phải đền tội bây giờ nói dư nghiệt tiền triều gì đó dân chúng có hận nhưng không đủ khắc cốt nên cũng chỉ nghe xong rồi thôi nhưng trại hắc hổ lại khác những kẻ đó giết người cướp của không chuyện ác nào không làm và lại phạm vi làm việc ác của bọn chúng rộng rãi đã kích động sự phẫn nộ của dân chúng trong thiên hạ năm đó bệ hạ chỉ mất một lần đã tiêu diệt được trại hắc hổ, ngay cả những bách tính ở vùng ven sông cũng làm lễ mừng suốt ba ngày ba đêm. Nếu để bách tính biết dư nghiệt của trại hắc hổ vẫn còn tồn tại. Đường quân giao ý tứ sâu xa quét mắt nhìn bọn họ một cái. Như vậy, các nàng không chỉ là chó nhà có tang, mà còn trực tiếp trở thành chuột chạy qua đường, sao, chẳng phải khả năng một mẻ hốt gọn các nàng sẽ lớn hơn sao? Sao, vì với bọn xấu đáng căm hận. Tảo thăng ớn lạnh, nhìn tiểu cô nương đang cười tươi như hoa trước mặt, da đầu hắn không khỏi tê dài. Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nhưng làm như vậy không phải sẽ gây hoang mang cho dân chúng sao? Trường Phong lo lắng nói. Hiện nay đại tề quốc giàu binh mạnh, đã trải qua thảm trạng của những năm cuối tiền triều, dân chúng nhất định rất trân trọng cuộc sống hiện tại chắc chắn cũng sẽ căm ghét những kẻ có ý đồ phá hủy ổn định của họ. Về phần có gây hoang mang cho dân chúng, ta chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu đuối trốn khuê phòng, kiến thức có hạn, còn phải nhờ tướng quân của các huynh cùng các đại nhân trong chiều thảo luận các giải quyết. Đường quân giao chớp chớp ánh mắt vô tội. Trường Phong, Trường Thuận, Tào Thăng. Úi trà, quả thật là nữ tử yếu đuối trốn khuê phòng kiến thức có hạn. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, ta cũng nên quay về rồi, những chuyện còn lại giao cho tào thì về vậy, vậy. Đường quân giao năm khăn trùm đầu hơi vẹo của mình rồi đứng dậy ra khỏi quán trà. Trường phong trường thuận vội vàng đi theo. Mau tránh ra, mau tránh ra. Bất thình lình, phía trước truyền đến một tiếng la lớn, đường quân giao vô thức nhìn qua, thấy một đứa trẻ chừng 10 tuổi đang cưỡi con lừa chạy tới bên này. Đứa nhỏ cầm trong tay một cây gậy dài, cuối gậy, buộc một cây củ cải đỏ, củ cải đỏ thõng xuống bên miệng con lừa, như con lừa tung móng chạy, còn đứa trẻ thì cười đắc chí. Con lừa này chạy quá nhanh, khiến người đi đường hai bên vội vàng tránh né. Đợi một người một lừa chạy qua, đường quân giao lơ đãng ngẩng đầu lên thì vừa vặn đối mặt với đám người phương nghi đúng lúc đang bước ra từ quán trà bên kia. Nàng ăn mặc thành gã sai vặt nên trong chốc lát phương nghi không thể nhận ra nàng nhưng nàng ta lại nhận ra tào thăng đang đi sau nàng nửa bước nàng ta lập tức hoảng sợ tưởng triều đình phái người đuổi theo mình lập tức nói đi mau thuộc hạ giả vờ làm người đi đường ẩn nấp xung quanh nàng ta dồn dập rút vũ khí ra một vài người cầm kiếm đánh tới bên cạnh đường quân giao số còn lại cấp tốc che chở cho phương nghi và Đỗ y rời đi tào thăng cùng trường phong Trường Thuận không nghĩ sự việc sẽ phát triển đến tình cảnh này, không thể không rút vũ khí ra nghênh chiến. Cô nương mo đi. Trường Thuận kêu to, chữ đi cuối cùng còn chưa nói ra. Hắn đã thấy chủ tử nhanh nhẹn như con thỏ nhỏ, nhanh chóng nấp vào một rừng cây bên cạnh, trái nấp phải nhảy, chạy hai ba bước đã không thấy bóng người. Trường Phong, Trường Thuận. Có một chủ tử biết quý mảng, lại còn thông minh, chạy nhanh như vậy, thật sự khiến người ta bớt lo. Đường quân giao cũng chẳng quan tâm được nhiều, nàng không biết võ, ở lại chẳng những không giúp đỡ được gì, mà còn liên lụy bọn hắn, cái gọi là 36 kế chuồn là thượng sách, đương nhiên nàng phải chuồn lẹ mới tốt. Nàng tìm được một hang động nhỏ và nấp mình trong đó, nàng co cả người vào bên trong, vảnh tay nghe ngóng tiếng đánh nhau loáng thoáng từ xa truyền lại. Bây giờ Phương Nhi đang vội vã chạy trốn, chắc chắn sẽ không làm những điều thừa thãi chẳng qua để phòng ngộ nhỡ nàng ta nhận ra mình thù mới hận cũ cùng lúc đan sen chưa biết chừng nàng ta còn bất chấp tất cả để giết mình báo thù như thế thì toi luôn vì thế nàng vẫn nên trốn thật kín thì hơn nàng càng thu mình trong hang động nhỏ âm thầm cầu nguyện bọn họ mau chóng chạy thoát thân đừng có làm cái trò cá chết lưới rách dẫu sau để cho rừng còn xanh lo gì không có củi đốt gió mát hiu hiu lướt nhẹ qua mặt cũng không biết đã qua bao lâu trừ vài tiếng chim hót thỉnh thoảng truyền tới tiếng xào sạc vang lên khi gió nhẹ lay động cành lá ra nàng cũng không còn nghe thấy tiếng vũ khí giao nhau nữa nàng ngáp khẽ một cái lại rụi rụi mắt chỉ sợ mình sẽ ngủ quên nên véo thật mạnh vào má nhưng mà nàng vẫn không dám ra ngoài xem xét tình hình thời gian cứ thế trôi qua gió mát hây hây khiến người ta buồn ngủ mí mắt nàng càng ngày càng nặng lại ngáp thêm vài cây nữa buồn ngủ đến nỗi nước mắt giàn rùa sao vẫn không có động tĩnh gì thế có nên đi ra xem không nàng dụi mắt trong lòng âm thầm suy tính nhưng ngay sau đó lại bác bỏ suy nghĩ này lỡ như bên ngoài vẫn đang đánh nhau lúc này nàng liều lĩnh chạy ra ngoài chẳng phải tương đương với việc đưa đê vào miệng cọp sao buồn ngủ quá đi. Chân còn mỏi nữa. Nàng nắn cẳng chân, đôi mắt buồn ngủ tây nỗi nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Quân dao, quân giao Cô nương, cô nương. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền tới một loạt tiếng gọi, nàng hơi chấn động, lại dòng tay lên để phân biệt giọng nói. Khi tiếng nói trầm thấp mà quen thuộc truyền tới, nàng vừa mừng vừa sợ, nhưng vẫn thận trọng ló nửa khuôn mặt ra cảnh giác nhìn xung quanh sau đó nhìn chằm chằm về hướng phát ra tiếng nói quân giao hạ thiệu đình lòng như lửa đốt lại lớn tiếng gọi một câu muội ở đây nè bỗng một tiếng nói vui sướng vang lên không xa sau khi hắn ngẩn ra liền vô cùng mừng rỡ điểm nhẹ mũi chân vận khí bay về phía phát ra âm thanh đình ca muội ở đây nè thấy bóng người hết sức quen thuộc càng ngày càng gần đường quân giao hưng phấn mà vẫy tay gọi. Sao muội lại chạy lên đây? Hạ thiệu đình cuối cùng cũng chạy tới, ngửa mặt lên nhìn tiểu cô nương đang vừa gọi vừa nhảy, hỏi một cách bất lực. Ờ? Bây giờ đường quân giao mới chú ý mình đang đứng trên một tảng đá cao bằng một người, nhưng tảng đá chỉ đủ lớn để chứa một mình nàng, nàng chớp mắt vô tôi. Muội cũng không biết nữa, muội chạy mãi chạy mãi rồi chạy lên đây luôn chạy mãi, chạy mãi rồi chạy lên đây luôn, sao cô không bay thẳng lên trời luôn đi. Phạm Quảng đi phía sau Hạ Thiệu Đình nghe vậy thầm khinh bì. Hạ Thiệu Đình quan sát bốn phía xung quanh, sau đó hướng về phía nàng giang cánh hai tay ra. Muội nhảy xuống đi, ta đỡ muội. Thật sao? Huynh phải đỡ được muội đấy. Nếu như không đỡ được mà khiến cho muội bị ngã hỏng, vậy thì nguy lắm nha. Đường Quân Dao vừa thấy kích động, vừa thấy kích thích nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ sợ hãi đừng sợ ta sẽ đỡ được muội sẽ không để muội bị thương đâu hạ thiệu đình thấy nỗi sợ hãi trên khuôn mặt nàng nhẹ giọng dỗ dành được được thế thế muội nhảy đây đường quân giao sợ hãi tiến lên nửa bước nhìn nam tử đang ngừa mặt về phía mình vẻ mặt hắn dịu dàng lại tràn đầy khích lệ nàng mím chặt cánh môi lúng đồng tiền mê người lại đắc ý lộ ra. Muội nhảy đây. Nàng kêu lên một tiếng, sau đó không chút do dự nhảy xuống. Hạ Thiệu Đình nhắm trần cơ hội nhảy lên không, vừa đẩy vừa kéo để giảm lực rơi của nàng, sau đó duỗi tay ra ôm lấy eo nàng, vừa đỡ vừa ôm nàng vững vàng tiếp đất. Vào lúc hai chân chạm đất, Đường Quân Giao thừa cơ ôm lấy cổ hắn, dựa vào ngực hắn, nũng nịu kêu. Đau 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 chân muội đi trèo rồi. Trèo chân, mau để huynh nhìn xem. Hạ thiệu đình sốt ruột, buông nàng ra để xem vết thương. Nào biết đường quân dao lại ôm hắn chặt hơn, ôn éo trong lòng hắn. Không cho xem, không cho xem. Hạ thiệu đình giận tái mặt đang tính giáo huấn nàng vài câu, nhưng hương thơm của cô nương ra bỗng nhiên sụp vào mũi hắn, khiến hắn ngẩn người, lại cảm nhận được sự mềm mại của cô nương trong ngực, thoát cái khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng, muốn đẩy nàng ra, nhưng lại nghĩ tới vết thương ở chân nàng, sợ nàng đứng không vững, hắn lập tức rơi vào tình huống khó xử. Đường quân giao làm như không biết, càng nũng nịu gọi. Ôi chào, mưa thật sắp đứng không vững rồi. Phạm Quảng trông thế thì xem thường, nghĩ tiểu yêu nữ này vừa trông đã biết là đang làm bộ làm tịch rồi, chỉ giỏi ức hiếp tướng quân thành thật thôi ta phải vạch trần bộ mặt thật của nàng ta. Nghĩ như vậy, hắn đang định tiến lên phía trước, lại bị Trường Phong và Trường Thuận vừa đuổi tới, mỗi người túm một bên, cuối cùng lôi hắn đi mất. Này, các ngươi làm cho gì vậy? Không thấy con yêu nữ kia đang cố ý sao? Phạm Quảng vùng vẫy kêu lên. Trường Phong trực tiếp bịt mồm hắn lại, sau đó lại cùng với Trường Thuận kéo hắn đi. Ngươi thì biết cái gì? Bọn ta làm vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Thôi đi thôi đi, sau này ngươi sẽ hiểu được lòng tốt của bọn ta. Trường Thuận liếc hắn một cái đầy cảm thông, xong vẫn không dừng lại động tác. Cô nương kia là người bụng dạ hẹp hòi, trông cái điệu bộ kia, nói không chừng sau này nàng ta thật sự có thể trở thành phu nhân của tướng quân, nếu bây giờ đắc tội với nàng, sau này khó tránh khỏi phải ăn trái đắng. Hạ Thiệu Đình không chú ý tới hành động của bọn họ. Hắn nghe tiểu cô nương trong lòng nói nàng sắp không đứng nổi nữa rồi, bèn không chút đắn đo mà bế ngang người nàng lên, cơ thể hắn căng thẳng, nghiêm túc bước nhanh về phía trước. Xe ngựa của muội ở đâu? Ta bế muội qua đó. Không nhớ nữa, mấy người đó bỗng nhiên vung đao về phía muội, muội chỉ lo chạy trốn, đâu có nhớ nổi xe ngựa đỗ chỗ nào. Đường Quân Dao mừng thầm, nàng cọ cọ trong ngực hắn, giọng điệu nghe có vẻ tuổi thân biết bao. Hạ thiệu đình dừng bước, dù mắt nhìn tiểu cô nương trong ngực mình, hắn thấy vài sợi tóc lộn xộn dính trên má nàng, đôi mắt long lanh phản chiếu hai bóng dáng bé nhỏ của mình, nhìn nàng trông rất đáng thương. Vậy được, để ta nhìn vết thương trên chân mũi đá, sau đó chúng ta sẽ từ từ tìm xe ngựa. Hắn chậm rãi nói. Đường quân giao chớp hàng mi dài, khuôn mặt đỏ bừng hơi ngửa lên, hỏi hết sức hồn nhiên nhưng chân của cô nương chưa xuất giá chỉ có thể để phu quân nhìn, đình ca muốn làm phu quân của muội sao. Trái tim của Hạ Thiệu Đình dường như đập lỡ nhịp, thoát cái, đến cả mang tay cũng đỏ cả lên, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, thấp giọng quờ. Nói bậy bạ gì đó. Nhưng mà lúc này hắn cũng cảm thấy hai người thật sự rất thân mật, nếu để người khác trông thấy. Hắn nhìn tiểu cô nương cải trang thành gã sai vặt ở trong ngực, nghĩ trong bất lực, nếu để người khác nhìn thấy, nói không chừng sau này bọn họ sẽ truyền tay nhau rằng hắn có sở thích Long Dương, sao? Sao, sở thích chơi bét, Long Dương chi phít mời các bác cha Di Di để đọc truyền thuyết về câu chuyện này. Đường quân giao nhìn thấy cái tay đỏ bừng bừng của Hạ Thiệu Đình, cũng vội vàng giấu mặt ở sau cổ hắn, cười trong im lặng. Các người nhìn, các người nhìn đi. Ta đã nói tiểu yêu nữ này không an phận mà. Các người cũng thấy rồi đó, nàng ta đang cố ý đùa bỡn tướng quân đấy. Đi theo phía sau họ ở đằng xa, Phạm Quảng tức đến nỗi đầu bốc khói khi nhìn thấy cười quá mức sán lạn của nàng. Tảo thăng liếc hắn ta một cái, vờ nhìn trời. Thật là ngu ngốc, tướng quân là người vô cùng thông minh, nếu không phải quan tâm tắc loạn, ngài ấy sẽ bị một tiểu cô nương lừa cho quay vòng vòng sao? nói không chừng trong lòng ngài ấy còn đang lén lút vui sướng vì được mỹ nhân chủ động xa vào lòng đòi ôm ấp cũng nên nếu tiểu yêu nữ kia không phải chủ tử bây giờ của bọn họ thì trường phong và trường thuận cũng rất muốn quay đầu đi chẳng qua bây giờ bọn hắn còn phải giữ chặt phạm quảng đang dậm chân giận dữ đi khuyên nhủ một chút bất kể thế nào cũng phải khuyên được hắn đằng trước không mảy may phát hiện ra đường quân giao đang vui như hoa nở nhưng nàng vẫn dầu môi tỏ vẻ tủi thân, đoạn phản bác nói. Người ta còn lâu mới nói bậy. Ừ, đình ca mặt đỏ bừng bừng cũng rất đẹp mắt, với lại vừa nhìn đã biết hắn chưa bao giờ gần gũi với cô nương gia. Nghĩ tới có lẽ bản thân là người duy nhất có thể gần gũi với hắn như vậy, tim nàng lập tức cảm thấy đắc ý đến nỗi sắp phồng to như bong bóng. Hạ thiệu đình không được tự nhiên nên vờ ho một tiếng, cố ý sụ mặt, dọa dẫm nếu muội còn nói nhiều, ta vứt muội xuống đấy. Được thôi, không nói thì không nói, da mặt của thiếu niên tướng quân hơi mỏng, không chịu được chồng nghèo. Đường quân giao hầm hực biểu môi, có chút nuối tiếc. Thấy nàng thật sự vâng lời không nói nữa, hạ thiệu đình thầm thở phào nhẹ nhõm, ôm ấy nàng bước thật nhanh, sau đó nhanh chóng tìm được xe ngựa của đường phủ, hắn cẩn thận từng ly từng tí bế nàng lên xe. Cố nhịn một chút, sau khi về phủ sẽ sai người đi mời thầy thuốc khám kỹ cho muội. Hắn khẽ dặn. Đường quân giao suýt nữa quên mất chân của mình đang trong trạng. Thái bị, trèo, nàng lập tức ra vẻ cố gắng chịu đựng, vừa tủi thân vừa nhu thuận trả lời. Vâng. Hạ thiệu đình đang buông màn xe chợt khựng lại, sau đó vẫn không nhịn được mà vò đầu nàng. Đường quân giao ngần người một lúc rồi sờ vào nơi vừa được hắn sờ qua, sau đó che miệng cười, lại sợ người bên ngoài nghe thấy tiếng cười của mình. Nàng bèn vội nén xuống, đôi mắt long lanh tỏa sáng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên vì quá mức vui sướng, lúm đồng tiên bên má sâu hõm lại. Sau một lúc vui vẻ, cuối cùng nàng cũng nhớ đến chính sự, nàng vén rèm cửa lên, thỏ đầu ra hỏi hạ thiệu đình đang cười kỵ mã bảo vệ bên cạnh xe ngựa. Đình ca, những người kia đâu? Đã bắt được hay để bọn họ chạy thoát rồi? đã bắt được vài tên thủ hạ còn lại thì để bọn hắn chạy mất rồi hạ thiệu đình cũng không giấu nàng đường quân giao gật đầu điều này cũng nằm trong dự đoán của nàng phương nghi không phải kẻ ngu dốt nàng ta ắt biết bây giờ chạy thoát thân quan trọng hơn nhất định sẽ không hiếu chiến được rồi mau quay vào trong đi đừng cử động lung tung cẩn thận cái chân bị thương hạ thiệu đình hối đoàn người trở về thành trường thuận đi theo phía sau cuối cùng cũng không nhịn được mà khẽ chạm vào trường phong ở bên cạnh này người nói xem có phải cô nương nhìn chúng tướng quân không trường phong quăng cho hắn một ánh mắt khinh thường cái này còn không phải giành giành ra đấy rồi sao với tính cách của cô nương nếu không nhìn chúng người ta nàng ấy sẽ nhảy vào lòng người đó như thế sao chỉ có tướng quân là chưa thông suốt thôi sau này kiểu gì cũng có kịch hay để xem mắt hắn khẽ chớp trong lòng tràn đầy hưng phấn còn phạm quảng thì trừng mắt nhìn xe ngựa với vẻ oán hận tiểu yêu nữa tiểu yêu nữ không biết liêm sỉ khoảng chừng nửa canh giờ đoàn người tiến vào thành tiếng ồn ào từ đường phố truyền vào trong xe ngựa điều này cũng khiến cho hứa quân giao người đang mệt mỏi muốn ngủ trong xe ngáp dài một cái đấm cái lưng có chút đau mỏi và xê dịch cái mông. Ôi chao, vị đại tẩu này, ta thấy tẩu xương cốt đặc biệt hiếm có, chính là tướng nhiều phúc, chỉ tiếc gần đây số mệnh phạm phải sát tinh, nếu không kịp thời hóa giải, sợ rằng cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn. Đột nhiên, bên ngoài truyền tới một giọng nói có chút quen thuộc, đường quân giao giật mình, cả người tỉnh táo trở lại, lớn tiếng kêu. Dừng xe, mau dừng xe thị vệ phủ tướng quân hấp tấp gìm cương, hạ thiệu đình thúc ngựa lên trước vài bước, đang muốn hỏi đường quân giao có chuyện gì, thì thấy tiểu cô nương bị, trẻo, chân, bịch, một tiếng nhảy xuống từ trên xe ngựa, nhanh nhẹn chạy về phía trước, vừa chạy vừa gọi, tái thần tiên, thái thần tiên. Hạ thiệu đình Chúng thị vệ Chấm Cho nên, chân bị trẻo khỏi rồi hả? Nhìn cái động tác thoan thoát này, tưởng chừng như cái đuôi bị bén lửa vậy phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn